Xin chào các bạn đến với Đạo Phật Online. Ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn về bài tập nốt móc đơn. Nốt móc đơn có giá trị bằng nửa phách. Nốt đen có giá trị bằng bao nhiêu phách nhỉ? Nốt đen có giá trị bằng một phách. Bây giờ là nốt móc đơn có giá trị bằng nửa nốt đen là nửa phách. Như vậy thì hai nốt móc đơn là bằng một nốt đen là bằng một phách. Bài trước thì mình đã hướng dẫn một phách của chúng ta là nhịp xuống, xuống và lên, nhịp chân xuống và nhấc lên, đó là một phách. Thì bây giờ nửa phách thì sao bạn? Thì chúng ta sẽ nhịp xuống nốt đầu tiên là xuống, còn nốt còn lại chúng ta sẽ nhấc cái bàn chân lên. Thì nốt kế tiếp sẽ xuống, lên, xuống, lên. Bây giờ phương pháp tập tập tốt nốt móc đơn các bạn tập như sau. Nhịp chân là xuống lên nè. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn tập như vậy cho quen. Thường những bạn mà bắt đầu qua nốt móc đơn mình dạy nhiều thì thấy các bạn làm nhịp thành hai nốt móc đơn, thành hai nốt, hai phách nhịp luôn, hai phách luôn. Các bạn nhịp đổ ra, các bạn nhịp về luôn. Đó, do chúng ta đã chưa quen, bây giờ tập từ từ nha. Đó, các bạn tập từ. Chậm cũng là một phách là hai nốt móc đơn, mà nhanh cũng vậy. Rồi, các bạn nhìn vô bài, mình sẽ đàn bài một đầu tiên. Đàn chậm là các bạn chú ý theo dõi nha. Số 2. Bài tập này thì nốt đen trước và hai nốt móc đơn theo sau. Thì phách của nốt nào thì nốt đó nhịp thôi, khi nào tới phách thì các bạn mới đàn ha. Chưa tới phách thì các bạn cứ từ từ ha. Đô re mi fa mi re mi fa son fa mi fa son fa mi re mi fa mi re mi re đô hai. Rồi các bạn tập hai tay. Đô re mi fa mi re mi fa son fa mi fa son fa mi fa mi re mi re đô hai. Rồi bài mình quên nói về số chỉ nhịp. Bài này mình viết ở nhịp 24, có nghĩa là trong một ổ nhịp có hai phách nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ xuống bài số 3. Tập bài tiếp theo là bài số 3 này, nhịp 34. Nhịp 34 là trong một ổ nhịp có 3 phách. Phách 1 là phách mạnh, phách 2, 3 là phách nhẹ. Trong các bạn bùm chát chát bùm chát chát, đây là nhịp 34. Các bạn cũng nên nhớ những gì mình nói sau này sẽ có liên quan tới các bạn đàn solo hoặc đàn các bạn điểm hát cũng vậy. Điểm hát sẽ liên quan tới những cái này. Rồi, các bạn nhìn cái bài tập ha. Do re mi 2 fa mi re 2 mi fa son 2 fa mi re 2 do re mi thì các bạn thấy một cái phách nhịp mới. Một mình vừa nhịp đếm 2 3, đây đó là dấu chấm dôi. Dấu chấm dôi nó nằm ở nốt nào thì tăng, nó sẽ tăng trường độ, giá trị trường độ của nốt nó đứng tăng lên 1/2 trường độ giá trị của nốt đó. Bây giờ là nốt trắng thì có giá trị trường độ là 2 phách.
thì tăng thêm nửa nốt trắng là có nghĩa là tăng thêm một phách thì nó sẽ thành ba các bạn. Các bạn thấy đó là nốt trắng có dấu chấm vô sẽ là ba phách. Đô, hai, ba, như vậy ha. Rồi, chúng ta sẽ qua bài tập số 4, làm quen bài tập số 4. Mình sẽ đàn trước tay phải và nhịp tay lên xuống cho các bạn dễ nhìn nha. Đô, rê, mi, pha, son, pha, mi, rê, mi, pha, mi, rê, đô, rê, mi, rê, mi, pha, son, mi, rê, đô, rê, mi, son, pha, rê, đô, rê, mi, son, pha, rê, đô, hai, ba. Rồi, các bạn ghép hai tay vô, tay trái các bạn tự tập nha. Đô, rê, mi, pha, son, pha, mi, rê, mi, pha, mi, rê, đô, rê, mi, pha, son, mi, rê, đô, rê, mi, son, pha, rê, đô, rê, mi, son, pha, rê, đô, hai, ba. Các bạn tập nhiều trong mỗi bài tập. Dấu lặp lại thì các bạn cũng tự tập luôn nha. Để có kết quả tốt thì các bạn nên chia thời gian tập hàng ngày, mỗi ngày ít nhất là 1 tiếng ha, 1 giờ, 1 tiếng đồng hồ các bạn tập luyện thì chúng ta sẽ có kết quả rất là tốt. Chúc các bạn thành công.